Xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Thì hôm nay bên em tiếp tục lên sóng với em và các bác về cái dòng dây loa Kimber mà bên em sẽ khuyến mại thanh lý giá tốt cho anh em. Thì hôm nay bên em ở đây có dây loa Kimber 12TC và dây loa Kimber mạ bạc. Đấy. Giá cực kỳ tốt các bác nhá. Dây thì hình thức rất là đẹp. Đấy. Chất âm cực kỳ tốt và cái giá cực kỳ rẻ luôn. Các bác xem cái giá các bác sẽ giật mình luôn. Ngoài ra thì bên em còn một cặp dây loa lõi đồng đức của Audio Plus. Bên em cũng sẽ khuyến mãi giá tốt cho anh em. Rồi, bên em sẽ quay chi tiết và báo giá nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo em số điện thoại kia. 0344 382 591. Cái dòng dây loa Kimber này thì hôm nọ bên em đã đăng một lần rồi. Hôm nọ bên em đăng có tổng cộng là 10 cặp. Tất nhiên thì bán hết rồi. Cái này thì bên em thanh lý hộ cái ông mối thôi. Và sau khi thanh lý được thì người ta gửi thêm nốt 6-7 cặp nữa thì bên em thanh lý nốt cho anh em. Vì cái giá quá rẻ các bác ạ. Thực sự thì với cái giá này thì đây là cái cơ hội rất là lớn để cho anh em sở hữu cái dòng dây này với cái giá cực kỳ tốt. Đây là dây loa Kimber 12TC. Cái dây này thì trên thị trường thì đang bán với cái giá là tầm 1,9 triệu đến 2,1 triệu. Đấy. Còn cái dòng dây này Kimber mạ bạc này thì đang bán với cái giá tầm khoảng là 2,5 triệu. Đây là giá trên thị trường nhá. Còn cái giá bên em thanh lý thì với cái giá rất là lỗ rồi. Đấy. Thì em thanh lý với cái giá là cái cặp dây loa này này là 1,1 triệu một cặp. Đấy. 1,1 triệu một cặp các bác nhá. Quá rẻ. Dây loa Kimber. Còn cái thằng dây loa Kimber mạ bạc này thì thanh lý với cái giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu các bác nhá. Đấy. Dây quá ngon. Những bác nào mà ngày trước mua mấy cái dòng dây này với cái giá 2,2 triệu, 2,3 triệu thì bây giờ nhìn với cái giá này đúng là tiếc hồi hụi luôn. Cái giá này thì thực sự là kể cả là đây là thanh lý lỗ rồi. Nếu mà các bác mà gặp chỗ nào mà thanh bảo là thanh lý lấy gốc thì cũng phải tầm khoảng 1,7 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu. Đấy. Còn đây là thanh lý lỗ. Đấy, người ta phải nhờ. Tất nhiên thì cũng bên em nó thực sự thì cũng muốn là chủ yếu bán những cái dòng dây của em thôi. Vì cái dòng dây này chả mấy khi em bán cả. Em chủ yếu thích bán mấy cái dòng dây của em, dòng dây Audio Plus này hoặc những cái dòng dây Mỹ này, dây Casca này, dây Harmony này. Em thích bán mấy cái dòng dây hơn chứ, vì bán đấy thì nó ok hơn, mình có lãi mà. Còn cái dòng dây này thì thực sự thì nể ông mối lâu năm thì bắt đầu mình thanh lý hộ thôi. Giá quá bèo rồi. Giá này thì anh em cũng không nên mặc cả gì cả. Quá rẻ rồi. Chất âm thì cũng rất là tốt. Rồi. Thằng này thì là 1,1 triệu một cặp này. Còn thằng này là 1,3 triệu một cặp. Dây thì đều dài là 2,5 m một vế các bác nhé. Ở đây thì em còn một cặp dây loa dòng đức Audio Plus. Cái dòng dây này thì cũng khuyến mãi nốt cho anh em thôi. Còn đúng một cặp duy nhất. Đồng đức Audio Plus lõi của nó lõi cũng 7N Multisize. Dây này thì bên em đang khuyến mãi cho anh em với cái giá là 3,1 triệu một cặp. Ngày trước dây này là 3,550 triệu. Thanh lý nốt cho anh em 3,1 triệu. Giáp bắp chuối khóa khẩu súng. Đây, Audio Plus 7N Multisize. Speaker Crypto. Thằng này cũng dài là 2,5 m một vế các bác nhé. Speaker Capper. Audio Plus 7N Multisize. Đấy thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em số điện thoại đấy nhá. 0344 382 591. Đây là cơ hội rất là lớn để anh em sở hữu cái dòng dây này. Nó có bác lấy của em 3 cặp về về còn bán lại còn có lãi. Thì vì buôn bán thì nó có nhiều mà. Tất nhiên thì với cái giá này thì em đăng cái này cũng chỉ một thời gian là em phải xóa bài thôi. Không em sợ là sẽ ảnh hưởng đến anh em khác. Vì cái giá này
khá giá quá. Mà thôi thì ông mối ông đang có việc cần đến tiền thì cũng bảo là nhờ thanh lý cái dây này. Đấy. Rồi thì xin kính chào tất cả mọi người.